Mình là Cường, đến từ hệ thống ap24h.vn, chuyên gia MacBook của bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự vệ sinh bảo dưỡng tra kem tản nhiệt một chiếc Mac Mini. Các bạn sẽ thấy rằng là nó cực kỳ đơn giản nếu các bạn theo dõi cái video của mình dưới đây. Và trên tay mình đây là một chiếc Mac Mini. Dụng cụ các bạn cần có là những cái gì? Các bạn chỉ cần một bộ tô vít Xiaomi. Đấy, là đầy đủ này. Các bạn cần thêm một cái banh đó. Tất nhiên là tra kem tản nhiệt thì chúng ta phải có kem tản nhiệt rồi, đúng không ạ? Kem tản nhiệt đó. Ngoài ra thì để tra dầu quạt thì chúng ta cần một cái lọ dầu quạt nữa. Cùng với đó là khăn vệ sinh và chổi để chúng ta quét bụi. Ok, chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã đầy đủ rồi. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi mình cùng bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ tháo cái mặt sau của chiếc Mac Mini. Đó. Đó. Rất là bẩn đúng không ạ? Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Cái này rất là bẩn. Mình sẽ quét luôn. Ở đến đâu mình sẽ quét đến đấy. Đó. Vì quét bụi thì mình phải quét vào thùng rác nên là không tiện quay cho các bạn xem thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo các con ốc. Khi mà tháo ra thì các bạn lưu ý là cái cọc wifi nhé, cái bộ wifi kia nhé, các bạn tháo cái dây wifi ra. Đó, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Ở đây thì mình tháo linh kiện nào ra thì mình phủi bụi luôn, những cái linh kiện đơn giản thì mình sẽ phủi bụi luôn. Ok, tiếp theo đây là quạt nhé, quạt tản nhiệt. Các bạn có thể thấy là cái quạt này nó đang rất là bụi bẩn. Thông thường thì tùy vào cái điều kiện môi trường làm việc thì chúng ta sẽ có những cái thời gian tương ứng để cần mà vệ sinh bảo dưỡng một chiếc máy tính nói chung và một chiếc MacBook nói riêng. Với những cái môi trường làm việc mà nhiều bụi bặm thì mình khuyên các bạn là từ 3 đến 6 tháng thì các bạn nên kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng một lần nhé. Còn những cái môi trường mà nó ít bụi bặm hơn như là trong các văn phòng ấy thì có thể là 6 tháng đến 9 tháng và thậm chí là 1 năm thì chúng ta mới cần phải bảo dưỡng một lần. Khi mà các bạn lạy những cái cáp này ra thì các bạn lưu ý nhé là nó rất là mong manh dễ vỡ ấy, nên là các bạn hết sức cẩn thận nhé. Bạn nào mà không tự tin thì không nên thử nhé. Đó, các bạn nhìn thấy toàn bộ phần sau khi mà tháo quạt ra thì bên dưới nó là phần main đó. Với tên gọi là Mac Mini nên là các bạn có thể thấy luôn là cái phần main mạch của nó cũng rất là nhỏ gọn. Đó. Sau khi tháo hết toàn bộ các ốc thì chúng ta sẽ rút cái phần main ra. Rất là chặt đúng không ạ? Đó, mình sẽ cho các bạn xem qua cái phần main.
mặt dưới của cái mền. Bạn thấy không? Cái Mac Mini này thì chắc là cũng không nhiều người biết đến. Thực ra nó chỉ là một cái cây máy tính thôi. Như các bạn có thể thấy thì toàn bộ linh kiện của chiếc Mac Mini này nó được gói gọn bên trong một cái hộp nhôm nguyên khối như thế kia. Cái hộp nhôm này thì nó là nhôm nguyên khối nhé, rất là chắc chắn nhé, truyền thống của Apple rồi, rất là chắc chắn. Kích thước nó chỉ tầm khoảng 20x20 thôi, vuông đét, trông như là một viên gạch lát vỉa hè ấy. Xin chào Thảo Nguyễn nhé. Thảo Nguyễn có đang hỏi là Mac Mini giá bao nhiêu. Cái này thì bạn có thể tham khảo thông số kỹ thuật này cùng với giá bán ở trên website của hệ thống bên mình nhé. Này, nó phụ thuộc vào cấu hình và đời máy nữa bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn tra kem tản nhiệt nhé. Đầu tiên là chúng ta xử lý nhẹ nhàng những cái con ốc này. Chúng ta sẽ phải lau cái kem tản nhiệt đi. Sau đó là chúng ta tra kem tản nhiệt mới. Lau kem tản nhiệt thì các bạn chỉ cần dùng giấy vệ sinh là được nhé, giấy đa năng. Nãy giờ thì các bạn thấy mọi việc có đơn giản không ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì mình sẽ tra kem tản nhiệt cho các bạn xem nhé. Như là mình xé hơi ít. Cái kem tản nhiệt này rất là quan trọng nhé, nên là các bạn lưu ý là chúng ta không được để nó khô hết kem nhé. Máy mà sử dụng lâu mà chúng ta không tra là nó sẽ khô hết kem đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn xem. Ta lắp lại những con ốc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp gá đều, sau đó chúng ta siết đều sau. Bạn chỉ cần siết vừa tay thôi chứ không cần phải siết chặt quá, tới tay là được. Ok, như vậy là mình đã tra kem tản nhiệt xong, và bây giờ thì mình có thể lắp vào luôn hoặc là mình vệ sinh quả lắp vào luôn cho gọn nhé. Xong phần nào mình sẽ lắp phần đó vào trước. Đó.
này các bạn nhớ là phải lắp, nó có cái lẫy ở hai bên và các bạn lắp cân nhé. Đó, lại vào in đét ngay đúng không ạ? Ok, bây giờ thì mình sẽ vệ sinh nốt cái vệ sinh và tra dầu cái quạt tản nhiệt cho các bạn xem. Để vệ sinh được cái quạt thì đầu tiên thì các bạn lưu ý là nó có hai cái lẫy. Các bạn sẽ cậy những cái lẫy này để mở cái bên trong quạt ra. Chúng ta lấy quạt ra vệ sinh. Nó có 4 lẫy chứ không phải 2. Sorry. Bạn Hải Truyền có hỏi là mắc thì bao lâu vệ sinh một lần, thì như đấy mình đã có nói ở cái đoạn trước của clip đấy. Thông thường thì chúng ta sẽ vệ sinh khoảng 6 đến trong thời gian khoảng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc vào cái môi trường làm việc các bạn nhé. Khi mà các bạn làm việc ở một cái môi trường mà nhiều bụi bặm ấy thì cái thời gian vệ sinh nó sẽ ngắn hơn, tức là có khi là chỉ 3 tháng là đã nhiều bụi lắm rồi, là các bạn đã phải thực hiện cái công đoạn là vệ sinh bảo dưỡng rồi. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn mà làm việc trong cái môi trường văn phòng mà sạch sẽ, ví dụ như là nó không có bụi bặm gì ấy, thì có khi là phải 6 tháng, 9 tháng, thậm chí là đến 1 năm các bạn mới cần vệ sinh bảo dưỡng và tra kem tản nhiệt một lần. Đó, đây là bên trong cái quạt này, chúng ta có thể nhấc được hoàn toàn ra này, các bạn có thể thấy không? Bây giờ mình sẽ vệ sinh phủi bụi ở cái quạt nhé. Vâng, bạn có hỏi vệ sinh, thời gian vệ sinh khoảng bao lâu, thì nãy giờ chúng ta cũng đã cùng nhau đi được khoảng hơn 10 phút rồi đúng không ạ? Bình thường thì bên mình làm thì có thể là nó sẽ nhanh hơn một chút, vì là ở đây là mình vừa làm vừa hướng dẫn các bạn, nên là thao tác nó cần chậm hơn. Đó, còn đây là dầu nhé, mình sẽ tra dầu vào này, tra dầu để bôi trơn này. Đó, sau đó chúng ta lắp lại quạt này. Đó, êm ru ngay đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ấn nó vào các lẫy là ok. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ việc lắp lại quạt thôi. Các bạn lưu ý là cố gắng là đừng để sau khi vệ sinh bảo dưỡng mà lại lời mấy con ốc nhé. Rất nhiều trường hợp là tháo ra xong là lại lời lãi được vài con ốc. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị lắp quạt tản nhiệt à.
Như vậy là những bước cơ bản chúng ta đã sắp xong rồi. Ta lắp quạt rồi lắp cái nắp vào. Nhớ là phải cắm hết các giắc nguồn vào nhé. Chúng ta sẽ cắm cái giắc anten, lắp cái giắc anten vào trước. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lại cái mặt sau. Nên sửa cái máy. Đó, bây giờ chúng ta lắp nốt cái phần nhựa vào là xong. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành một cái công việc một vệ sinh bảo dưỡng một cái Mac Mini. Thật là đơn giản phải không các bạn? Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.